Nga thắng liên tiếp ở Kharkov, đánh bầm dập lữ đoàn. Đáp trả Ukraine, Nga không kích quy mô lớn bằng 50 quả tên lửa. Tổ hợp tên lửa Anh viện trợ Ukraine nổ tung do trúng UAV Lancet. Nga duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng phát xít. cuộc tấn công giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành thêm hai khu định cư ở Kharkov và Donetsk từ tay Ukraine theo đài RT Bộ này cho biết quân Nga đã đánh đuổi Ukraine khỏi làng Kislovka, cách thành phố Kupyansk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine trong khu vực, khoảng 25 km về phía đông. Thông báo này được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Nga thông báo giành được Konzharovka, ngay phía nam Kislovka. Theo RT, những diễn biến này dường như là dấu hiệu cho thấy Nga tăng cường chiến đấu ở trục Kharkov. Mặt trận này gần như không thay đổi trong nhiều tháng. Ở tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga cũng đã giành được làng Novokalinovo, -Novo, làng này nằm ngay phía đông làng Ocheretin, trung tâm đường sắt quan trọng và thành trì chiến lược trong khu vực, do có địa thế cao và đã bị quân Nga giành được hôm 5 tháng 5. Cuối tháng trước, cũng ở tỉnh Donetsk, Nga liên tiếp giành được những thắng lợi khi lực lượng Ukraine đã rút lui chiến thuật khỏi các làng Perdichi, Semenivka và Novomikhailivka. Trong khi đó, Nga cũng bắt giữ hàng loạt sĩ quan nước ngoài tại khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tại tỉnh Donetsk trong ngày 8 tháng 5, quân Nga đã ngăn chặn 11 cuộc phản công của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Sumy, Nogorovkoye, Vozanoye, Solozovo, Semizonovka, Povomikoye, Netelovo. Hậu quả là Ukraine mất 410 lính, một xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 4 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 2 pháo tự hành, D30 122mm và một hệ thống pháo Vosdika 122mm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào sáng 8 tháng 5, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng và quân sự Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông tin trong cuộc họp báo hàng ngày rằng cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả những nỗ lực phá hoại các cơ sở điện lực Nga trong những ngày gần đây của chính quyền Kiev. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng, các tên lửa phóng từ trên không và trên biển bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhan và máy bay không người lái đã được quân đội Nga sử dụng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã làm tê liệt khả năng của Ukraine trong việc sản xuất khí tài quân sự và cung cấp vũ khí ra mặt trận. Chính quyền Kiev cho biết hơn 50 tên lửa, 20 máy bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công của Nga và tuyên bố rằng hầu hết chúng đều bị đánh chặn. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề ở một khu vực đã được các doanh nghiệp và quan chức Ukraine báo cáo. Nhà cung cấp năng lượng lớn nhất Ukraine, DTEK, thừa nhận ít nhất 3 nhà máy nhiệt điện đã hư hỏng nghiêm trọng trong cuộc không kích. Bộ trưởng Bộ Năng lượng nước này cho biết cuộc không kích có thể gây ra những hạn chế về nguồn cung cấp năng lượng. Vừa qua, blogger quân sự Nga đăng video UAV tự sát Lancet của Moscow tập kích tổ hợp phòng không sử dụng tên lửa ASRAAM hiện đại được Anh chuyển cho Ukraine. Cụ thể, video đăng tải cho thấy UAV Nga đang theo dõi tổ hợp phòng không ASRAAM của Ukraine. Tổ hợp này bị phát hiện trên tuyến đường di chuyển và hứng đoàn khi chuẩn bị triển khai chiến đấu. UAV Nga khóa mục tiêu và lao xuống với tốc độ cao tổ hợp phòng không ASRAAM bốc cháy dữ dội sau khi trúng đòn. Đây là tổ hợp ASRAAM đầu tiên của Ukraine bị tập kích. Ukraine được cho là bắt đầu sử dụng hệ thống ASRAAM vào tháng 8 năm 2023 sau khi Anh quyết định hỗ trợ bổ sung cho quốc gia này. Hệ thống được đặt trên xe tải Supakas, tên lửa không đối không tầm ngắn hiện đại của hệ thống, được biết đến với tên gọi ASRAAM có chiều dài 2,9m, trọng lượng 88kg, đường kính 166mm. Tên lửa được tích hợp, đầu dò hồng ngoại có thể khóa mục tiêu một cách dễ dàng. Trong bối cảnh xung điện diễn ra ác liệt, những tổ hợp phòng không có tính cơ động cao như ASRAAM đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp Ukraine đối phó với các mối đe dọa từ trên không. Các binh sĩ Nga gần đây đã thu giữ một xe thiết giáp M2 Bradley của quân Ukraine tại mặt trận APDFK. Trang topwar.ru cho biết, phiên bản Bradley các binh sĩ Nga thu ở mặt trận APDFK gần đây là bản M2A3 được sửa đổi thành phương tiện hỗ trợ hỏa lực. Tức chiếc xe này được trang bị các hệ thống điện tử tiên tiến nhằm cải thiện khả năng chỉ định mục tiêu, điều khiển hỏa lực, điều hướng và nhận thức tình hình. Ngoài ra khả năng sống sót của kiếp lái cổ thiết giáp này cũng được nâng cao với một loạt cải tiến về giáp bao gồm giáp chủ động cùng giáp phản ứng nổ và cả hệ thống chữa cháy. Tuy nhiên, nơi nhóm quân Nga phát hiện cổ thiết giáp này đã bị che mờ quan cảnh xung quanh nên không thể xác định chính xác vị trí đoạn video được quay lại. Theo số liệu do trang web phân tích phòng thủ tình báo Ori Spionkop của Hà Lan đăng tải, Mỹ đã viện trợ khoảng 200 xe thiết giáp Bradley cho quân đội Ukraine từ tháng 4 năm ngoái tới nay. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc trực thăng Ka-27 của nước này giao tranh với xuồng tự sát của Ukraine ở phía tây bắc bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 6 tháng 5 thông báo việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng xuồng tự sát không người lái USB trang bị tên lửa R-73 để chống lại trực thăng Nga ở phía tây bắc bán đảo Crimea. Lợi thế nghiêng về phía Nga khi trực thăng cả 27 liên tiếp nã đạn vào chiếc xuồng. Xuồng tự sát của Ukraine đã cố gắng cơ động và bắn tên lửa vào trực thăng Nga để đáp trả. Tuy nhiên, hỏa lực chính xác từ trực thăng đã khiến xuồng tự sát của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo về việc hạm đội Biển Đen đã phá hủy năm xuồng tự sát không người lái của Ukraine ngoài khơi bán đảo Crimea, trong đó bao gồm cả USV Magura V5. Thưa quý vị, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington, Tổng thống Romani Klaus Iohannis ngày 8 tháng 5 cho biết sẵn sàng thảo luận về khả năng chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Ông Klaus Iohannis nhấn mạnh, trong vài tuần qua, chúng tôi đã thảo luận về khả năng cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine. Tổng thống Biden cũng đề cập đến nội dung này trong cuộc gặp. Chúng tôi sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc nhất, bởi Germany cũng cần duy trì sự ổn định hệ thống phòng không của nước mình. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Germany được đưa ra sau khi Đức kêu gọi Liên minh châu Âu và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. Năm 2017, Romani đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ đô la Mỹ với Mỹ để mua các hệ thống phòng không Patriot. Lô hàng đầu tiên được giao vào năm 2020. Hiện tại, Romani chỉ có một khẩu đội Patriot đang hoạt động và Tổng thống Romani Klaus Iohannis lưu ý rằng khí tài được đem ra thảo luận để chuyển cho Ukraine sẽ là một trong các hệ thống Patriot dự kiến được Mỹ bàn giao cho Romani trong tương lai gần. Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel nếu nước này tấn công khu vực Gaza phía nam dãy Gaza. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, ông Biden khẳng định sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo cho Israel vốn được Washington hỗ trợ khi Tel Aviv tiến hành chiến dịch tấn công lực lượng Hamas ông cũng cho hay mỹ đã dừng viện trợ bom cho israel cho rằng dân thường thiệt mạng ở gaza là hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí này tuy nhiên ông biden cũng cho biết mỹ vẫn cam kết đối với nền quốc phòng của israel và sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn cho hệ thống vòm sắt cũng như các vũ khí phòng thủ khác cho israel Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xác nhận nước này đã dừng một đợt vận chuyển đạn dược cho Israel, đồng thái nhằm thể hiện việc Washington phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah. Trong khi đó, Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội ở miền nam Liban, trong khi lực lượng Hezbollah cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự của Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở khu vực Jamzes thuộc miền nam Liban. Các cuộc tấn công đã khiến 3 người ở Liban thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cũng đã thực hiện ít nhất 10 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel tại Ja'azra và Bijanit là các khu vực biên giới ở phía bắc của Israel. Theo truyền thông Liban, các cuộc tấn công của Israel đã sử dụng những loại đạn dược mạnh mẽ nhằm phá hủy các bông kê dưới lòng đất của Hezbollah, trong khi quân đội Israel xác nhận đã có những vụ nổ thứ cấp tại các địa điểm mà họ thực hiện các vụ tấn công, cho thấy có kho vũ khí tại những địa điểm này. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Joe Biden cho hay các đồng minh của Mỹ đều hy vọng ông tái đắc cử và Donald Trump sẽ từ chối công nhận kết quả nếu lại thất cử. Ông Biden ngày 8 tháng 5 nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN, ông ấy có thể sẽ ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ lợi dụng nhiệm kỳ tổng thống để phục vụ mục đích riêng của mình nếu giành lại được Nhà Trắng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 75 đơn vị thiết bị quân sự sẽ tham gia lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng phát xích trên quảng trường đỏ. Theo RIA Novosti, lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xích trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5 theo giờ Moscow, khoảng 14 giờ Việt Nam. Trên quảng trường đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ và có bài phát biểu như mọi năm. Joia Novosti cho biết, lãnh đạo các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập CIS gồm Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan cũng như Cuba, Lào và Guinea-Bissau sẽ tham dự lễ duyệt binh. Ngoài ra còn có đại diện của nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó sẽ có khoảng 6.800 khách sẽ được mời tham dự lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ. Theo truyền thống hàng năm, tại lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu đặc biệt 8 phút trước khi lễ duyệt binh diễn ra. Điện Kremlin hiện chưa công bố nội dung bài phát biểu này. Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 75 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Quy mô lễ duyệt binh năm nay được rút gọn đáng kể so với mọi năm. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động của chúng tôi ngày hôm nay nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn thích chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại